Em xin chào các bác. Đen quá các bạn. Về được mấy cặp 06A thì được mỗi hai cặp là lên tiếng, còn lại là ui giời ơi, to hết một lượt luôn các bác này. Đấy. Tổng nghĩa là em thử đây thì tép là hai con vẫn lên. Đây tép đây. Hai con trên bạt, thấy hết đầu. Hàng vừa bóc ra xong. Mà này đợt này đen hơn củ súng. Đây nha, một con lên quá nha. Em test tiếp một con nữa này. Đấy. Con này đời cao mà, bắp chuối luôn này. Công suất là 70 trở kháng là 4 ohm các bác nhá. 062X. Đây. Đấy thì là hai con này em test thì hiện tại là test vẫn là bình thường, còn bát là nói thật các bạn nó ngỏm rồi. Đấy thì về bọn này thì thông thường thì chắc chắn là về chỉ có đứt dâu rồi, không chạy đâu được. Bởi vì em bán dòng này trước em về là một lô thì nó ngon lắm, có một cặp bị thì là em có mở em xem thì thấy là dâu đứt. Đấy và em cũng bán thanh lý thôi. Và chẳng ngay đâu sai, em cũng mới bán đây các bác mới xem một cặp đây còn gì đúng không ạ? Nó bị đứt dâu một con này. Em xả thanh lý cho các bác đây. Đấy. Thì là con này ví dụ anh thợ nào bác thợ nào ấy về đấu lại cái dâu này, về gắn lại dâu này, chắc chắn luôn em khẳng định các bác là đứt dâu luôn, không chạy được. Cái dòng này về gần như toàn thế rồi. Đấy thì thôi em xả rẻ luôn cho các bác, coi như em bán đôi tép, bán cái vỏ và bán bộ phân tần. Con này bên trong nó có cả phân tần các bác nhé, có cả một bộ phân tần bên trong. Bát này thì là bát 14.5 nhá, kích thước bát này nó là 14.5. đây em đo cho các bác xem này. Đây. Bát đây nhá, nó là 14.5 này. Đấy, 14.5. Thì nó về là hai cái bát này nó ngỏm rồi. Thì thôi em xả thanh lý cho các bác, gọi là gỡ gạc lại tí vốn nhá. Đấy thì cặp này để các bác giá là 690 nhá. 690. Đấy thì bác nào chốt thì alo cho em nhá, giá là 690. Đấy. Và là em gỡ gạc lại chút vốn này. Xíu, gỡ gạc lại xíu. Con này thì nó về không có căng đâu các bác nhá, không có căng đâu. Đấy. Thì về các bác đấu lại cái dâu này nhá, đấu lại cái dâu. Con này thứ nhất là các bác cứ tính cho em. Cặp tép này là nhẹ nhàng có đi mua phải tầm khoảng 290 rồi, em nói thật các bác. Tép này tép to mà, chép dom nhá, chép dom. Đấy, chép dom, dòng tép to. Bèo nhau nó cũng phải tầm 280-290 rồi. Vỏ này các bác đi đóng nhàng nhàng cũng phải tầm khoảng là 3 đến 4 lốp rồi. Đấy, cái vỏ này các bác đóng 3 4 lốp em sợ không được, bởi vì tiền công đóng bây giờ là cũng phải tầm 500.000 một ngày. Cộng với tiền gỗ 100 là 600. Đấy em tính là gọi là 500 thôi nhá, 500 cái vỏ cộng thêm cái tép này là 290 và 300 đi. Đấy, lằng nhằng 800 rồi, phần tần các bác mua về nhau phải 200 triệu. Đấy 1 triệu là chưa có bát. Thì thay vì như vậy ở đây có hết rồi, giá có 690 thôi. Đấy. Thôi để các bác 650 nhá, 650 đấy là combo luôn. Đấy, thì về các bác sửa lại cái dâu bát này mà dùng. Con này đánh hay lắm, 06A đánh cực hay. Bản thân nó có phân tần bên trong. Đấy thì giá là 650 nhá. Đấy, thì bác nào mà chốt cặp này thì alo cho em nhá, em thanh lý giá rẻ luôn. Đằng nào thì lỗ thì cũng lỗ rồi, bây giờ thì cũng là bán cao thì cũng chả được cái gì cả. Em thật các bác bán cao cũng chả ai mua. Đấy thì em cứ bán giá gọi là rẻ thôi. Đấy xả rẻ luôn, nhanh, gọn, lẹ cho các bác về. Thứ nhất là có cái để nghịch, có cái để chế cháo. Cái thứ hai là em cũng gỡ gạc lại gọi xíu vốn cho nó nhanh hoàn vốn. Đấy thì em bán hàng nói thẳng là em nói thật luôn là em cũng chia sẻ là như vậy. Đấy thì bác nào mà chốt được thì alo cho em nhé. Còn con này thì nó là kiểu dòng loa đang hướng tới gần như búp xeo. Nó to, đây này 29, cao 29 các bác nhé. Cao 29 này, rộng 17 này, sâu là 22. Đấy, thì bác nào chốt con này thì alo cho em nhé. Nó không có căng đâu các bác nhé, không có căng đâu. Vâng, xin chào các bác.